Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài tập ngày 20 trong chuỗi bài tập yoga duy trì. Bài tập ngày hôm nay của chúng ta có chủ đề là bài tập yoga mở hông. Với chủ đề này sẽ có rất là nhiều lợi ích như giúp hông háng của chúng ta được trở nên linh hoạt, giúp máu, khí huyết được lưu thông ở vùng xương chậu của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Từ đây chúng ta cùng ngồi thật thoải mái trên thảm, hai tay đặt lên đầu gối của mình. Cùng khép nhẹ đôi mắt lại, chít vào, thở ra, chít thật sâu, thở ra thật trọng, chít vào thật sâu, thở ra hết, chít vào bụng phình căng lên. Thở ra xếp sâu bụng xuống. Hít vào bụng phình căng. Thở ra xếp sâu bụng lại. Hít vào thật sâu. Thở ra thật trọng. Hít sâu. Thở ra, hít vào thật sâu, thở ra hết, hít vào, thở ra. Từ đây chúng ta cùng đưa hai tay chấp nhẹ về trước ngực và cùng chào nhau. Namaste. Rồi, chúng ta cùng thực hiện tư thế em bé hạnh phúc. Cùng rung rinh hai đầu gối của mình lên xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi, từ đây chúng ta cùng nhẹ nhàng hít vào, hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên. Thở hạ tay của mình xuống, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Đan tay ngửa căng lòng bàn tay. 3 2 1 Thở hạ tay xuống, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Giữ ở đây. 3 2 1 Thở hạ tay của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở tay phải ra sau mông. Hít nâng mông, vươn căng tay trái, đầu gối phải tì xuống. Giữ ở đây, 3, 2, 1, thở hạ mông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở tay trái ra sau. Hít nâng mông lên, vươn căng tay phải. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ mông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn. Thở tay phải ra sau. Hít nâng mông, vươn căng tay trái. Hít thở đều, 5 4 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Hít vào, hai tay vươn. Thở tay trái ra sau. Hít nâng mông lên, vươn căng tay phải. Hít thở đều, 5 4 3 2 và 1 Thở hạ hông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở tiếp tục tay phải ra sau. Hít nâng mông, vươn căng tay trái. Hít thở đều, 5 4 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Hít vào, hai tay vươn. Thở ra tay trái ra sau.
Hít nâng mông vuông cong tay phải. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở hạ mông của mình xuống. Hít vào hai tay vươn lên. Thở ra hạ tay của mình xuống. Vươn dài lưng hạ trán nhị. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít vào hai tay vươn lên cao. Thở ra hạ tay của mình xuống. Duỗi chân rung rinh hai chân của mình. Rung lắc hai chân. Rung lắc hai chân của mình. Từ đây chúng ta cùng co đầu gối chân phải. Hai tay của mình đan xuống dưới lòng bàn chân. Hít vào nâng chân lên, đẩy ngực nâng nhẹ cằm. Giữ ở đây. 1 2 3 4 5 Thở ra kéo nhẹ đầu gối phải sang phải. Đưa chân về gần trán của mình theo khả năng của cơ thể. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Hít vào duỗi thẳng chân của mình. Thở ra kéo chân về gần trán. Giữ ở đây hít thở đều 5 4 3 2 1 Hít vào duỗi thẳng chân ra, đẩy ngực nâng cằm. Thở ra kéo chân về gần. Hít thở đều 5 4 3 2 1 Hít vào duỗi chân. Thở ra hạ chân của mình xuống. Đổi bên chân nào. Hai tay đan xuống dưới chân trái của mình. Hít vào nâng chân lên. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở ra kéo chân về gần trán của mình. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Hít vào duỗi chân. Thở ra. Giữ ở đây hít thở đều. 5 4 3 2 1 Tiếp tục hít vào duỗi chân. Thở ra một lần nữa kéo chân về gần. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Rồi nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống. Thả lỏng chân. Rung rinh hai chân. Tiếp tục lúc này chúng ta cùng trở về tư thế cái bàn. Cái bàn. Hít vào đẩy ngực nâng cằm. Vươn dài cơ cổ của mình lên. Thở ra cuộn lưng. Hóp sâu bụng lại mắt nhìn xuống. Hít vào đẩy ngực nâng cằm. Vươn dài cơ cổ lên. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thở ra cuộn lưng lại. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào đẩy ngực nâng cằm lên. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở ra cuộn lưng lại. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng nâng hông phải của mình lên, chúng ta xoay tròn. 1 2 3 4 5 và xoay ngược lại. 5 4 3 2 1 Chúng ta cùng đổi bên. Nâng chân trái của mình lên rồi xoay tròn. 1 2 3 4 5 và ngược lại. 5 4 3 2 1 Thở hạ đầu gối xuống. Lúc này chúng ta nhẹ nhàng bước nhẹ chân phải về trước. Tay phải nắm vào ngón chân cái của chân phải. Duỗi thẳng chân phải sang ngang. Giữ ở đây. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Thở hạ đầu gối xuống. Đổi bên chân. Tay trái nắm vào ngón chân cái của chân trái.
bấm chặt tay phải trên sàn, duỗi thẳng chân trái của mình giữ ở đây. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Thở hạ chân của mình xuống. Trở về cuộn lưng, mắt nhìn xuống rốn. Hít thở đều. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục bước chân phải về trước. Tay phải nắm vào ngón chân cái của chân phải. Duỗi thẳng chân phải, đẩy hông của mình lên. Siết chặt giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thở hạ đầu gối xuống. Cuộn lưng của mình lại. Tiếp tục tay trái nắm vào ngón chân cái của chân trái. Tiếp tục duỗi thẳng. Giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Thở hạ đầu gối xuống, hạ tay xuống. Cuộn lưng lại. Mắt nhìn xuống rốn. Mắt nhìn xuống rốn. Rồi lúc này chúng ta từ từ bấm mũi chân kéo mông lên. Hít thở đều. Nhón gót chân lên xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lúc này chúng ta đi bộ hai chân về gần. Rồi từ đây chúng ta cùng đứng lên. Tách rộng hai chân của mình sang hai bên. Rồi hít vào, hai tay sang ngang. Rồi thở ra, chúng ta cùng trùng đầu gối. Hạ bàn tay trái xuống cạnh bàn chân trái. Vươn căng tay phải của mình lên. Giữ ở đây. 1 2 3 4 5 Hít vào, hai tay lên. Thở ra, trùng đầu gối phải. Tay trái lên. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Tiếp tục hít vào, hai tay lên. Thở ra, trùng đầu gối trái. Tay phải lên, giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít vào, trở về. Thở ra, đổi bên. Hạ tay xuống, vươn căng tay trái lên, giữ. 5 4 3 2 1 Tiếp tục hít vào, hai tay trở về. Thở ra, tiếp tục trùng đầu gối trái. Rồi, tay phải vươn lên, cảm nhận căng cơ đùi của mình nữa. 5 4 3 2 1 Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đổi bên. Tiếp tục hạ tay phải xuống. Vươn căng tay trái lên, giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít vào, hai tay vươn lên. Rồi khép chân lại, gập người xuống. Hít thở đều, cảm nhận cơ chân căng giãn ở đây. 5 4 3 2 và 1 Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, tiếp tục hạ tay xuống, nằm xuống gót cổ chân của mình. Giữ ở đây, hít thở đều. 1 2 3 4 5 Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên. Rồi chung đầu gối, mũi chân tách sang hai bên. Rồi lúc này chúng ta hạ khuỷu tay trái của mình lên đùi trái. Vươn căng tay phải. Giữ ở đây. 1 2 3 4 5 Hít vào, trở về, hai tay sang ngang. Thở ra, đổi bên. Vươn căng tay trái của mình. Giữ ở đây. 1 2 3 4 5 Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, tiếp tục nghiêng, vươn căng tay phải. 5 4 3 2 1 Hít vào, trở về.
Thở ra đủ bền. Giữ 5 4 3 2 1 hít vào trở về. Rồi nhẹ nhàng khép chân lại. Từ đây chúng ta cùng hít vào, hai tay vươn lên, ngả nhẹ người ra sau, mở căng lồng ngực của mình ra. Thở vươn dài lưng gập người xuống. Hai tay nắm xuống cổ chân, hít thở đều. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Đẩy ngực nâng nhạy cảm giữ ở đây. 5 4 3 2 1 thở ra, vươn dài lưng gập người xuống. Hít thở đều. Hít thật sâu. Thở ra. Hít vào. Thở tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Đẩy nhẹ ngực nâng cằm. Giữ ở đây 1 2 3 4 5 thở vươn dài lưng gập người xuống. Hai tay nằm xuống cổ chân, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên cao. Thở ra hạ tay của mình xuống. Từ đây chúng ta cùng nhẹ nhàng chùng đầu gối của mình. Rồi, mông ngồi lên gót chân. Rồi, chúng ta cũng thực hiện tư thế em bé thư giãn ở đây. Em bé hạnh phúc. Tư thế em bé ở đây á. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở trào. Hít vào thật sâu. Thở ra hết. Hít vào. Thở ra. Thả lỏng vào đây. Hít vào. Thở ra hết. Hít thật sâu. Thở ra. Từ đây chúng ta cùng nhẹ nhàng nằm ngửa. Rồi hai tay nắm vào hai ngón chân cái. Rung rinh chân sang hai bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi chúng ta cùng hai lòng bàn chân hướng lên trần nhà, cảm nhận sâu. Mông và lưng dưới của mình chạm trên sàn, giữ ở đây. 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng chúng ta cùng duỗi chân. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Duỗi căng mũi chân. Giữ ở đây. 3 2 1. Hai tay sang ngang. Co đầu gối chân phải tạo thành một góc vuông. Di chuyển đầu gối phải sang bên trái. Nhấn đầu gối, nhấn vai xuống. Hít thở đều. Hít thật sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít thật sâu. Thở ra. Co chân trái. Di chuyển đầu gối chân trái sang bên phải. Hít thở đều. Hít thật sâu.
Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít thật sâu. Thở ra thật trọng. Rồi nhẹ nhàng duỗi chân của mình, thả lỏng và thư giãn ở đây. Hít vào bụng căng tròn. Thở ra xẹp sâu bụng xuống. Hít vào bụng phình căng lên. Thở ra xẹp sâu bụng lại. Hít vào bụng phình căng lên. Thở ra xẹp sâu bụng xuống. Từ đây chúng ta cùng cử động nhẹ các đầu ngón chân, ngón tay của mình. Hít vào vươn hai tay qua đầu. Duỗi cao mũi chân. Thu chân trái về gần mông. Nghiêng người sang bên phải. Và từ từ ngồi dậy. Vừa rồi đó chính là bài tập ngày 20 trong chuỗi bài tập yoga duy trì. Hy vọng sẽ là một bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và đừng quên sau khi tập xong hãy comment phản hồi của các bạn. Và cũng đừng bao giờ quên đăng ký kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu. Nhấn vào chuông để chờ đợi các clip tiếp theo. Nếu bạn muốn tham gia các lớp tập yoga online qua Zoom, các bạn có thể nhấp vào đường link bên dưới. Tạm biệt.